Và bây giờ xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng di chuyển về khu vực sân khấu chính để đến với lễ khai mạc. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại sau khoảng 30 phút nữa để chúng ta đến với các tiết mục trình diễn của các nhóm nhạc của quý vị. Chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng di chuyển đến về khu vực sân khấu chính để tham dự lễ khai mạc. Ok, xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình. Hiện tại thì trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đang chuẩn bị khai mạc liên hoan âm nhạc quốc tế có cái tên là Hò Dô. Và có rất nhiều cái sân khấu nó nằm rải rác khắp ở cái phố đi bộ Nguyễn Huệ này với rất nhiều cái làng, cái dòng nhạc khác nhau. Và cũng nhiều cái trường phái nhạc cũng như là nhạc trong nước rồi nhạc quốc tế luôn, nhạc nước ngoài. Rồi các bạn có thể sẽ được trải nghiệm những cảm giác rất là thú vị và tuyệt vời trong cái không khí lễ hội âm nhạc. Rồi chúng ta sẽ đi vào cái khu vực khai mạc của lễ hội âm nhạc. Ok, bắt đầu. Ồ, đây cổng vào nhìn nó quá là hành tráng không bạn? Quảng cáo quá trời luôn. Novaland. Ok, các bạn thấy không, không khí lễ hội âm nhạc quá hoành tráng luôn. Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ hiện tại có rất nhiều cái khách du lịch cũng như là các bạn trẻ người Việt Nam, người nước ngoài có đến đây để chúng ta xem cái lễ khai mạc liên hoan âm nhạc quốc tế Hò Dô. Còn ở hai bên là những cái gian hàng khá là đẹp. Ví dụ chúng ta sẽ đi vào xem là đó là những gian hàng gì nghe bạn. Ở đây hiện tại có nhiều người đang tụ tập này. Subscribe. Đây là cái gì đây? Subscribe bây giờ của Gia Quan. Xin mời tất cả các kênh YouTube của Gia Quan. Gia Quan được xe của nhận quà, xe cái kênh YouTube để nhận quà. Piano, keyboard. Đúng là lễ hội âm nhạc quá trời, dụng cụ âm nhạc, guitar. Phía bên đây là cái gì? Pre-order second singer. À. Ê. Ủa chứ kìm lấy vé đúng không? Vé nó làm gì đây ta? Tôi ra đi vào cái khu vực trung tâm của lễ khai mạc. Ở phía trong thì chúng ta thấy có nhiều cái chỗ, nhiều cái gian hàng họ trang trí rất là bắt mắt nha các bạn. Ở phía bên ngoài đây là cái gian hàng của Vietjet Air nè, có cây thông rồi của có người tuyết, biểu tượng của mùa Noel. Một lần nữa xin được phép thông báo, chỉ còn ít phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu lễ khai mạc của lễ hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất. Với tên gọi Hò Dô 2019, kính mời quý vị tập trung tại sân khấu trung tâm để cùng đến với chương trình. Và để tiện cho quý vị theo dõi, xin được phép thông báo sân khấu trung tâm của lễ khai mạc chính là sân khấu ở phía bên Bạch Đằng.
một lần nữa xin được phép thông báo sân khấu trung tâm của lễ khai mạc lễ hội âm nhạc quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất mang tên Hò Vô là sân khấu phía bên Bạch Đằng. Kính mong quý vị tập giải phép phần mềm tương tác Ladies and gentlemen, the music festival Hồ Chí Minh City. À, đây là cái gian hàng của Vietjet Air này không ạ? Và trang trí cái thông Noel này cũng khá là đẹp. Please take your places nearby the stage to enjoy the show. And the first take off in the place nearby the riverside. Thank you. Ok, các bạn thấy không? Ở đây khá nhiều cái gian hàng đẹp lắm. Hôm nay mình có quay cho bạn xem là Leo Bia Leo này. Sao gian hàng mà không thấy bia á? Leo nhạc của tôi. Gì đây? Nhạc của tôi. Đây là cái style quá trời luôn, nói chung là khá là đông người. Kính thưa quý vị, lễ khai mạc của lễ hội âm nhạc quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất với tên gọi Hò Vô 2019 sẽ được diễn ra trong ít phút nữa. Kính mong quý vị tham gia cùng với chương trình của chúng tôi tại sân khấu hướng về VS Bến Bạch Đằng. Một lần nữa xin được phép thông báo, chỉ còn ít phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu lễ khai mạc của lễ hội âm nhạc quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất với tên gọi Hò Vô 2019. Kính mong quý vị cùng tham gia chương trình với chúng tôi tại sân khấu trung tâm hướng về bến Bạch Đằng. Xin chân thành cảm ơn. Ladies and gentlemen, the International Music Festival 2019 Hò Vô 2019 will be started in a few minutes. Please take your places to enjoy the show. Thank you. Quay cho các bạn hậu trường luôn nè. Trường của các chương trình truyền hình trực tiếp, hiện tại sẽ có chương trình trực tiếp rồi. Quá trời camera rồi không? Warmly welcome all the distinguished guests and audience to the opening show of the very first Ho Chi Minh City Interview of traditional Vietnamese music, as well as Vietnamese artists, musicians, music producers to international friends, and orienting to the taste of music and bring music closer to distinguished guests. Trân trọng giới thiệu ông Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. We have the honor to welcome Mr. Lê Thanh Liêm, Standing Vice Chairman of People's Committee of Ho Chi Minh City. Trân trọng giới thiệu bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Quận 1. Mrs. Trần Kim Yến, Secretary of District 1 Party's Committee. Mr. Huỳnh Thanh Nhân, Director of Department of Culture and Sport Ho Chi Minh City. Trân trọng giới thiệu ông Dương Thế Trung, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. G1 Group, Ho Chi Minh City Tourism Magazine, NCT Joystop Company, Nhạc của tôi, Samsung Company Limited, Son FM, Cineplex PhD Vietnam Star Limited Company. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn các đơn vị hỗ trợ: Sài Gòn Tourist, Yamaha Music, Pro AVL, Look
Magazine, Credit Now, ADT Group, Icon, Coleman. And now we would like to invite the festival's partners and sponsors. Quý vị thân mến, vừa rồi là phần biểu diễn mở màn với sắc màu phương Nam, Color of the Southern Land, sáng tác của Thanh Tâm với phần biểu diễn của ca sĩ Võ Hà Trâm, nhóm nhạc O Plus cùng dàn nhạc Sài Gòn Pop Orchestra và Lê Thanh Tâm. Ngay bây giờ, xin mời quý vị. Quá trời luôn. Nhạc lạ quá. Kia là hồi giống như là đánh vô cái trúc tre tạo ra âm thanh. Cảm ơn. Phần biểu diễn tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với hòa tấu dàn nhạc một thành.
cái đang sân khấu chính thì cái chương trình là các bạn cũng đang diễn ra rất là hấp dẫn luôn. Ở đây là các cái gian hàng. Ok, thì không khí còn là rất là đã luôn các bạn, rất là hấp dẫn và rất là tuyệt vời.
chúng ta đã chuẩn bị bước vào những ngày cuối tuần rồi các bạn. Nếu mà có rảnh rỗi và có ở gần cái khu vực quận nhất này thì các bạn có thể ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để trải nghiệm không khí âm nhạc đường phố, âm nhạc lễ hội và âm nhạc tuyệt vời. Bây giờ phía bên kia chúng ta sẽ được biểu diễn những cái âm nhạc của cái phong cách gọi là phong cách rock rap. Ok, vào đó đi. Let's go. Và quý vị hy vọng rằng sau những bài hát của các ban nhạc chúng tôi, quý vị hãy luôn cổ vũ và những tràng vỗ tay thật lớn của quý vị nhé. Và quý vị, đây là sân khấu mở. Chúng ta hãy cùng vỗ tay thật lớn cho phần trình diễn của ban nhạc Gắt Mơ. Thank you.
tất cả mọi người, chúng tôi là gác mái